Tổng Giáo phận Hà Nội mừng kính Thánh Giu-se Quan Thầy. Vào lúc 10 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2024, tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Giu-se long trọng cử hành thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Giu-se, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, Quan Thầy Giáo tỉnh Hà Nội và Tổng Giáo phận Hà Nội. Chung niềm vui với Tổng Giáo phận trong ngày mừng lễ có Đức Hồng Y Phê-rô, Đức Hồng Y Giogio Marengo, Phủ Doãn Tông tòa Ulaanbaatar, Mông Cổ, Đức cha Claude Lamoureux, Giám mục Giáo phận Canada, Đức cha Lucas Teshome Fikre, Giám mục Phó Giáo phận Emdeber, Ethiopia, Đức cha Lo-ren-sô, quý cha trong Linh mục Đoàn Tổng Giáo phận, quý nam nữ tu sĩ, ứng sinh và đông đảo Cộng đoàn Dân Chúa. Đầu thánh lễ, cha Tổng đại diện Antôn Nguyễn Văn Thắng, đại diện cho mọi thành phần Dân Chúa trong Tổng Giáo phận, dâng lên quý đứng bậc lời chào chúc. Đặc biệt, trong ngày mừng lễ Thánh Giu-se Quan Thầy, Ngài đã dâng lên Đức Tổng Giám mục những lời cầu chúc tốt đẹp nhất và tấm lòng hiếu thảo của đoàn con Tổng Giáo phận được gói gọn trong những đóa hoa muôn sắc kính dâng lên Ngài. Đáp từ, Đức Tổng Giám mục Giu-se bày tỏ lòng cảm ơn đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các giáo xứ, các hội dòng, các hội đoàn, các gia đình, các cá nhân trong những ngày này đã thể hiện lòng yêu mến đối với Ngài bằng nhiều cách thức khác nhau, để hiệp thông, chúc mừng và nói lên sự gắn bó với Ngài. Đồng thời, Ngài cũng chúc mừng tới quý cha trong Tổng Giáo phận có Quan Thầy Thánh Giu-se hôm nay bằng những tràng pháo tay rộn vang. Giữa một xã hội đầy ồn ào và ô nhiễm, suy tư về cuộc đời âm thầm của Thánh Giu-se, trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giám mục Giu-se đề cao sự thinh lặng của Thánh cả. Chính Thánh Giu-se dạy chúng ta về bài học thinh lặng. Đức Tổng nhấn mạnh, thinh lặng giúp chúng ta nhận ra sự hiện hữu của Thiên Chúa, gặp gỡ Thiên Chúa trong cuộc đời. Thinh lặng cũng giúp chúng ta hồi tâm trở về với chính mình, lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa, nhận ra bản thân mình và anh chị em, giúp kiềm chế cảm xúc, nhận ra những tích cực nơi tha nhân. Đức Tổng nói thêm rằng, chúng ta dâng thánh lễ hôm nay để chiêm ngắm cuộc đời Thánh Giu-se, để học nơi người những nhân đức cần thiết cho đời sống Kitô hữu và cho đời sống làm người, trong đời sống gia đình, trong đời sống ơn gọi tu trì và trong mọi môi trường của cuộc sống hôm nay. Ước chi sự thinh lặng nội tâm, nhất là trong mùa chay thánh này, giúp cho chúng ta đổi mới, canh tân cuộc đời. Của lễ hương thơm của gia đình Tổng Giáo phận được gói gọn nơi bánh tiến, rượu nho để cùng thánh cả dâng lên Thiên Chúa trong bàn tiệc thánh thể. Thánh lễ kết thúc trong niềm vui tỏa dạng nơi mỗi thành phần hiện diện. Xin Thánh Giu-se hằng chuyển cầu ban cho mỗi người biết năng chạy đến với Chúa bằng một tâm hồn đơn sơ, yêu mến và khiêm tốn mình, nhìn nhận chỉ là dụng cụ bình an trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.